Cái tuổi thơ của Tạm Tâm là gắn liền với những cánh bay bằng giấy này, này. Và mơ ước là sau này mình sẽ lái máy bay. Nhưng mà mơ ước đó thì mãi mãi không thành sự thật rồi. Nhưng mà mình cứ giữ nó trong lòng. Con đường âm nhạc là chính do âm nhạc cách mạng chọn Tạm Tâm. Được có cái là tôi khi đã tham gia vào việc gì tôi làm hết mình. Có lẽ vì như vậy cho nên tôi mới có được như ngày hôm nay. Có những lúc học em cũng cảm thấy hơi nản, tại vì nó khó. Nhưng mà có cái sự động viên của ba, nên là sau này là mình cảm ơn ba mẹ rất là nhiều vì đã luôn động viên mình học. Đón xem Khách sạn 5 sao phát sóng lúc 12 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2024 trên kênh VTV3.